Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin tức bắt thiếu gia Tô Công Lý ở Cà Mau là đòn nắn gân cô con gái rượu Nguyễn Thành Phượng của cựu Thủ tướng 3X Nguyễn Tân Dũng. Công ty của ông Tô Công Lý vừa bị bắt từng tặng Cà Mau hai xe Lexus. Ông Tô Công Lý vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là con trai của ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công Lý. Ông Tô Công Lý, 35 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý. Công ty Công Lý bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 8 thành phố Cà Mau xác nhận cơ quan chức năng đã tổ chức khám xét văn phòng làm việc và nhà riêng của ông Lý ở đường Nguyễn Tất Thành. Ông Tô Công Lý là con trai của ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công Lý. Ông Lý được nhiều người biết đến là một thiếu gia có tiếng ở miền Tây. Theo tìm hiểu, Công ty Công Lý được thành lập vào tháng 11 năm 2000. Ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình, kỹ thuật dân dụng và chuyên dụng khác, đầu tư khu du lịch sinh thái, kinh doanh điện gió, xử lý rác thải, chế biến và kinh doanh phân vi sinh, các sản phẩm nhựa tái chế, san lấp mặt bằng. Ông Tô Công Lý bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty Công Lý là chủ đầu tư nhà máy điện gió Bạc Liêu, điện gió Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau và nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau. Trong đó, nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau được xây dựng theo chính sách ưu đãi, kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư, còn lại là của chủ đầu tư. Trong 6 năm hoạt động, công ty Công Lý cho biết nhà máy liên tục thua lỗ, số tiền khoảng 133 tỷ đồng. Cách đây không lâu, công ty Công Lý có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xin hỗ trợ xử lý tình trạng sạc thai nhi tại nhà máy xử lý rác thải. Theo đó, công ty gặp tình trạng nhức nhối là thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy. Tính từ khi vào hoạt động, đến nay đã phát hiện hơn 300 thai nhi. Nhà máy đã phải thực hiện chôn cất các thai nhi trong khuôn viên của nhà máy. Tuy nhiên, đến nay quỹ đất này không còn chỗ để chôn cất mà hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí. Trước thực tế này, công ty trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi, đồng thời kiểm tra kiểm soát rác từ nguồn để giảm thiểu việc thai nhi theo xe rác vào nhà máy. Tuy nhiên, báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau khẳng định việc công ty Công Lý khai báo phát hiện hơn 300 xác thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong lượng rác đưa về nhà máy xử lý và đã chôn cất các thai nhi trong khuôn viên nhà máy là chưa có cơ sở. Đối với vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu công ty Công Lý phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng hơn 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác khi đưa về nhà máy, không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác trong thời gian tới. Ngoài ra, công ty Công Lý đã từng nổi tiếng khi báo chí đưa tin việc công ty này tặng hai ô tô hiệu Lexus có giá hơn 6 tỷ cho tỉnh Cà Mau để phục vụ cho công tác kiểm tra chỉ đạo phòng chống khắc phục sự cố đê kè hạn hán, phòng chống sạt lở đất, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã trả hai xe Lexus lại cho công ty Công Lý. Trước khi bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công Lý, đã từng ra tòa vì bị kiện tranh chấp hợp đồng cung cấp một số thiết bị cho Điện gió Bạc Liêu. Theo hồ sơ vụ việc, năm 2014, công ty Công Lý ký hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần vận tải Liên hiệp Huy Hoàng thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là công ty Huy Hoàng. Công việc là công ty Công Lý thuê công ty Huy Hoàng vận chuyển trong nước, lắp đặt
52 trụ điện gió tại Bạc Liêu với tổng giá trị hợp đồng lên khoảng 350 tỷ đồng. Năm 2017, công ty Huy Hoàng khởi kiện công ty công lý đòi trả đủ tiền theo hợp đồng trên và phần lãi chậm trả với tổng cộng khoảng 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty công lý đã phản tố cho rằng không thiếu nợ công ty Huy Hoàng vì đã thanh lý hợp đồng, đồng thời yêu cầu tòa tuyên công ty Huy Hoàng phải trả lại cho mình số nợ thuê các cần cầu siêu trường, siêu trọng và một số tiền còn nợ khoảng 61 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau tuyên buộc công ty Huy Hoàng trả cho công ty công lý 5 tỷ sau khi đã đối trừ hết các hợp đồng bảo hành, bảo trì, chậm khắc phục với tiền nợ của công ty công lý. Chính thiếu gia Tô Công Lý là người ra trước tòa với những lập luận được cho là sắc bén để có kết quả phản tố thành công. Những người thân cận cho biết được cho là thiếu gia nhưng cách quản lý của Tô Công Lý rất quyết đoán. Ông này đã từng đề nghị không trả lại vàng cho một công nhân nhặt được tại nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau. Với lý do tài sản trong khuôn viên nhà máy là của nhà máy, khi nhặt được vàng cần phải báo với người có trách nhiệm. Tuy nhiên không đồng ý với lập luận trên, công nhân này đã khởi kiện ra tòa đòi lại vàng do mình nhặt được và ông Lý đã thua kiện. Dân làm ăn xứ miền Tây gọi người cha của Tô Công Lý bằng cái tên thân mật là ông Sáu, tức ông Tô Hoài Dân. Ông Sáu có mối quan hệ rất thân tình với bà X Nguyễn Tân Dũng, thời ông bà X còn đóng lon thiếu tá, trưởng ban cán bộ, phó bí thư đảng ủy phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Ông Sáu, Tô Hoài Dân lập công ty ở tỉnh Cà Mau và được người xứ Bạc Liêu nhắc đến với nhiều dự án cánh đồng điện gió ở bờ biển Vĩnh Trạch, Đông Bạc Liêu. Ngay trong ngày được cho là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý, 35 tuổi, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý, trụ sở tại phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cũng ngay sáng hôm đó, 18 tháng 8, tại Bạc Liêu, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến làm việc với ông Tô Hoài Dân tại nhà máy điện gió Bạc Liêu. Cùng đi với ông Tư Sang có ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng. Đón tiếp ông Tư Sang có các lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu như Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Tô Hoài Dân. Dự án điện gió Bạc Liêu hình thành với phần hỗ trợ vốn của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ USECIM. Kết quả từ sự vận động của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng khi đó là bà X Nguyễn Tân Dũng. Tập đoàn General Electric Hoa Kỳ là nhà cung cấp thiết bị tua bin gió. Giai đoạn ông Ba Dũng giữ chức Thủ tướng thì ngoài dự án điện gió Bạc Liêu, ngân hàng USECIM còn chấp nhận đề xuất từ chính phủ Việt Nam về việc công ty công lý làm đầu mối cho dự án trung tâm điện gió đồng bằng sông Cửu Long tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh với tổng vốn đầu tư tương đương với hơn 25.000 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi ông Ba Dũng trở về làm người tử tế, thì đối tác giai đoạn 3 của dự án điện gió Bạc Liêu lại là tập đoàn Sumbawind Energy của Thái Lan, với bên vận động giờ đây là Vũ Chí Hùng, người con rể của ông 7 CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Tin tức báo chí cho biết công an bắt ông Tô Công Lý nhằm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại dự án nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. Ông Lý bị cáo buộc lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư nhà máy của nhà nước để chiếm đoạt tiền đối với một số hạng mục xây dựng của nhà máy. Cái lạ ở đây là nhà máy xử lý rác thải Cà Mau đã được nghiệm thu và hoạt động từ năm 2012.
Tổng công suất xử lý 200 tấn rác mỗi ngày. Phải chăng vì thời gian đó ông Ba vẫn còn là thủ tướng nên người ta ngại đụng đến ông Sáu Dân? Một luật sư quê gốc Cà Mau thắc mắc. Xem ra sắp vào nhiệm kỳ mới của Đảng, ở Việt Nam lại sắp chuyện trâu bò húc nhau. Chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Hãy chia sẻ thông tin để cho thông tin lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.